Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì xin gửi đến các bạn bản tin bóng đá sáng ngày hôm nay, mùng 2 tháng 4 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Cập nhật lịch thi đấu vòng 15 V-League, Công an Hà Nội và Nam Định dễ thở, Hoàng Anh Gia Lai gặp khó. Một cầu thủ lỡ hẹn U23 Việt Nam đáng tiếc. Các đối thủ của U23 Việt Nam mạnh như thế nào trước giải châu Á? Mời các bạn cùng đón nghe. Cập nhật lịch thi đấu vòng 15 V-League 2023-2024. Các bạn thân mến, ở vòng 14 vừa qua thì phong độ ấn tượng kết hợp cùng với sự may mắn đã giúp cho đội đầu bảng Nam Định đánh bại Hà Nội FC 2-1 ngay tại hàng đẫy. Chiến thắng này giúp cho đội bóng Thành Nam củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng với 32 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Bình Dương 6 điểm. Tại vòng 15 này thì thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt được trở về tại sân nhà Thiên Trường đón tiếp Quy Nhơn Bình Định. Ở trận lượt đi thì Thép Xanh Nam Định thua tiếc nuối tại sân Quy Nhơn dù tạo ra thế trận tấn công áp đảo. Lần này thì đội bóng Thành Nam đang quyết tâm đòi lại món nợ để tiếp tục khẳng định tham vọng đua vô địch. Sau trận thắng ấn tượng trước Đông Á Thanh Hóa 2-0 mới đây thì Công an Hà Nội trở lại cuộc đua vô địch khi sở hữu 25 điểm. Đương kim vô địch V-League tiếp đón Sông Lam Nghệ An tại sân nhà ở vòng 15. Sông Lam Nghệ An mới sở hữu điểm thứ 14 và nằm trong nhóm đua chủ hạng. Ở trận lượt đi thì Công an Hà Nội đã giành thắng lợi 1-0 ngay tại sân Vinh và lần này thì họ đang quyết tâm giành 3 điểm trên sân nhà để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định. Theo lịch thi đấu vòng 15 V-League còn có các cặp đấu khác như là Quảng Nam FC gặp LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Chắc chắn là ở trận đấu này thì LP Bank Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước đội chủ nhà Quảng Nam của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Tiếp đến là BKMX Bình Dương gặp Thể Công, Khánh Hòa gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hà Nội và Hải Phòng FC gặp Đông Á Thanh Hóa. Trận đấu tại sân Lạch Tray giữa Hải Phòng tiếp đón Đông Á Thanh Hóa cũng là một trận đấu đáng chú ý ở vòng 15 này. Ở vòng 14 vừa qua có không nhiều tuyển thủ đội tuyển Việt Nam có màn thể hiện tốt. Sau hơn một tuần nhường chỗ cho hai trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 gặp Indonesia thì V-League như các bạn đã biết là đã trở lại ở vòng thứ 14, bắt đầu cho giai đoạn lượt về của mùa giải năm nay. Đây là vòng đấu mà các tuyển thủ của chúng ta không để lại quá nhiều dấu ấn. Quang Hải là cái tên gây được nhiều sự chú ý nhất. Tiền vệ này đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội nhưng không được ông Philip Jouzier sử dụng một phút nào ở cả hai trận thua trước Indonesia. Trở về Công an Hà Nội, Quang Hải đương nhiên được đá chính. Trong chiến thắng 2-0 của Công an Hà Nội trước Thanh Hóa, Quang Hải không trực tiếp ghi bàn hay là kiến tạo. Tuy nhiên thì quả bóng vàng Việt Nam 2018 thi đấu ở mức tròn vai và có một số pha xử lý kỹ thuật khá đáng chú ý. Quang Hải vẫn là trung tâm trong lối chơi của Công an Hà Nội và khiến các cầu thủ Thanh Hóa phải vất vả theo kèm. Tuy nhiên thì phong độ vẫn chưa thể thăng hoa như giai đoạn trước. Hai tiền đạo đội tuyển Việt Nam là Tiến Linh và Văn Toàn đều được đá chính ngay từ đầu nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Tiến Linh vẫn khá lạc lõng và tỏ ra khá vô duyên khiến Bình Dương bất ngờ thua Hà Tĩnh 0-2. Văn Toàn thi đấu năng nổ nhưng thiếu chính xác ở các pha xử lý cuối cùng. Nếu Văn Toàn xử lý tốt hơn thì Nam Định rõ ràng đã có thể giải quyết Hà Nội FC sớm hơn. Trong chiến thắng 2-1 đầy kịch tính của Nam Định trước Hà Nội FC thì Tuấn Anh cũng là một sự trở lại đáng chú ý sau chấn thương. Tân binh của Nam Định được tung vào sân ở nửa sau hiệp 2 nhưng không có nhiều dấu ấn. Có lẽ Tuấn Anh cần thêm thời gian để hòa nhập. Một loạt sao trẻ được coi như là trò cưng của ông Jouzier cũng khá mờ nhạt ở vòng này. Đình Bắc dự bị cả trận, Minh Trọng hay Phan Tuấn Tài đều không được đá chính khi trở về câu lạc bộ dù luôn được ưu tiên trên đội tuyển quốc gia. Văn Khang thì vào sân ở hiệp 2 và thi đấu khá năng nổ giúp Viettel lội ngược dòng thành công với chiến thắng 3-2 trước Quảng Nam. Một cầu thủ lỡ hẹn U23 Việt Nam đáng tiếc. Ngày hôm qua mùng 1 tháng 4 thì ông Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách triệu tập 28 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024 với sự thiếu vắng của hai cầu thủ thường xuyên có mặt dưới thời ông Philip Jouzi. Trong đó thì tân huấn luyện viên tạm quyền ông Hoàng Anh Tuấn thừa nhận là phải điều chỉnh nhân sự U23 Việt Nam so với bản danh sách sơ bộ 50 cầu thủ trước đó mà ông Philip Jouzi đăng ký với AFC một tháng trước theo giải quy định. Chiến lược gia Hoàng Anh Tuấn
dự định là thay 5 cầu thủ trong danh sách sơ bộ U23 Việt Nam bằng 5 gương mặt khác phù hợp hơn với lối chơi của mình. 5 cầu thủ đó được hé lộ là Võ Nguyên Hoàng của Thanh Hóa, Nguyễn Thành Khải của Đà Nẵng, Nguyễn Đức Việt của Hoàng Anh Gia Lai, Trần Nam Hải của Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Mạnh Hưng của Bình Phước mượn từ Thể Công. Tuy nhiên thì trong danh sách 28 cầu thủ U23 Việt Nam vừa được công bố có một trường hợp không được gọi bổ sung, đó là tiền vệ Trần Nam Hải. 4 cái tên còn lại đều có mặt. Được biết là Trần Nam Hải phải trải qua chấn thương gót chân và cần thời gian hồi phục. Sau khi trao đổi với đội ngũ y tế của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và bản thân cầu thủ này thì ông Hoàng Anh Tuấn quyết định để cho tiền vệ này ở lại câu lạc bộ nghỉ ngơi, tập hồi phục để đạt trạng thái tốt nhất. Như vậy là Nam Hải sẽ lỡ hẹn cùng U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tiền vệ của Sông Lam Nghệ An là cầu thủ sở hữu thể hình tốt với chiều cao 1m82, mạnh trong tranh chấp cũng như là khả năng điều tiết ở giữa sân. Đây cũng được cho là sự thiếu vắng đáng tiếc nhất của U23 Việt Nam. Trần Nam Hải từng được ông Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á giải đấu. Ông cùng toàn đội lên ngôi vô địch trên đất Thái Lan cũng như là đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 2023 tại Trung Quốc. Các đối thủ của U23 Việt Nam mạnh như thế nào trước giải châu Á? Tại vòng chung kết U23 châu Á tới đây thì U23 Việt Nam ở bảng đấu gồm các đội như là Uzbekistan, Kuwait, Malaysia. Những đội này không sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như đội bóng của ông Hoàng Anh Tuấn. Trong số 23 cầu thủ đăng ký cho trận lượt về gặp Indonesia ngày 26 tháng 3 thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á thì có đến 6 cầu thủ trong độ tuổi tham dự vòng chung kết U23 châu Á, bao gồm Văn Việt, hậu vệ Minh Trọng, Tuấn Tài, tiền vệ Thái Sơn, Khuất Văn Khang và tiền đạo Đình Bắc. Còn nếu tính luôn số người đã đi theo đội sang Jakarta dự trận lượt đi ngày 21 tháng 3 rồi theo đội về Hà Nội trước trận lượt về, có thêm tiền vệ Trần Ngọc Sơn và tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Tổng cộng là có 8 cầu thủ trong độ tuổi U23 có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho các trận đấu gần nhất thuộc vòng loại World Cup. Không đội nào ở bảng D của giải U23 châu Á có đông cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển quốc gia như là đoàn quân của ông Hoàng Anh Tuấn. Cụ thể thì Kuwait có 3 cầu thủ trong lứa tuổi U23 tham dự các giải đấu thuộc vòng loại World Cup trong tháng 3. Con số tương tự với Uzbekistan là 6 người. Còn với Malaysia thì đội này chỉ có 3 cầu thủ trong lứa tuổi U23 vừa tham dự đợt trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 3, bao gồm trung vệ Harit Haikwan 22 tuổi, Mukhari Aiman 23 tuổi và tiền đạo Arif Aiman 22 tuổi. Điều ông Hoàng Anh Tuấn lo ngại nhất trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á là nếu như ở các nền bóng đá hàng đầu của châu lục như là Uzbekistan hay Kuwait thì lứa tuổi U23 là lứa tuổi mà họ thi đấu chuyên nghiệp. Còn với các cầu thủ chúng ta, hầu hết là chưa có chỗ thường xuyên ở câu lạc bộ chuyên nghiệp trong nước. Điều đó làm có thể ảnh hưởng đến kinh nghiệm và chất lượng của các cầu thủ U23 so với các đối thủ. Tuy nhiên thì may mà trong thời gian qua thì nhiều cầu thủ trong lứa tuổi U23 của bóng đá Việt Nam được ông Philippe Jouzé trọng dụng cho thi đấu thường xuyên ở các giải quốc tế trong một áo đội tuyển quốc gia. Điều đó cũng giúp cho các cầu thủ ít nhiều có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trước thềm giải U23 châu Á năm nay. Sẽ giúp cho ông Hoàng Anh Tuấn. Giải đấu này sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại Qatar. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.